100 ngày trước, mình đã thu thập 12 quả trứng rồng và chế tạo 12 bộ giáp rồng, lửa, băng, sét. Và trong video 200 ngày này, mình sẽ tiếp tục thu thập nguyên liệu và chế tạo hết tất cả các bộ giáp còn lại. Và đặc biệt nhất là mình sẽ đi tìm và chế tạo ra 28 vũ khí huyền thoại trong một bát hơi thở lửa và băng. Mục tiêu lần này của mình là những con rồng biển. Rồng biển thì nó gồm có 7 màu. Và khi chế tạo giáp thì nó cần kết hợp với vảy shiny. Vảy shiny thì mình có thể kiếm được từ những con ngựa biển hoặc là tiên cá. Và quan trọng hơn nữa là khi giết con ngựa biển với tiên cá, nó cũng có tỷ lệ rơi ra vật phẩm hiếm để mình chế tạo vũ khí huyền thoại. Đây là vùng biển mình sẽ chuẩn bị khám phá và đi săn những con rồng. Các bạn có thể thấy được là cái vùng biển này nó cực kỳ lớn. Và những cái chỗ mà có lởm đá này nó nhoi lên là chỗ của những nàng tiên cá. Mình định cưỡi rồng đi săn tụi rồng biển luôn, nhưng mà thấy nó sao ấy. Nó không được bình thường. Mà cho con rồng bay mà nó bơi dưới nước thì nhìn trong buồn cười chết. Rồi mình bị 2 con rồng biển ốp sọt. Nó làm quá bất ngờ nên mình phải đành dùng đến táo vàng enchant để mà cứu lại tình hình. Bọn này cũng nguy hiểm phết chứ không có đùa. Lơ tơ mơ với nó một cái là nó bế mình đi luôn không chừng. Răng của bọn này thì cũng làm được một cây đinh 3 trong 28 vũ khí huyền thoại. Răng của bọn nó thì cũng không hiếm lắm, đánh con nào thì nó cũng gớt ra hết. Sau một lúc bơi, mình đã nhìn thấy vài anh bạn ngựa nước Hippocampus. Và thức ăn yêu thích của nó là tảo bẹ. Mình có thấy một cái hang rồng lửa dưới biển nên mình cũng ghé qua mình chơi một chút. Và chơi làm sao đến nỗi mà nó bay ra ngoài luôn. Rồi nó phá luôn nhà của bà Medusa. Trời ơi, nó quậy quá trời quậy. Cho mấy ông nào chưa biết vì sao mà mình gọi cái tụi rồng biển này là lăng quăng. Mấy ông nhìn nó xem, nó đánh nhau mà nó nhoi như một con dòi. Nó múa như đúng rồi. Rồi mình đi hùng phục một chú ngựa nước. Lúc đầu mình nhắn vào nó hoài, mình nhắn không được. Rồi mình nhận ra là mình phải đè xếp ngồi xuống rồi lít vào nó. Ui là trời, mình có tưởng bị lỗi gì không. Khi lít vào nó thì nó sẽ hiện ra 3 ô. Một ô là để yên cưỡi, một ô là để gương, còn một ô là để giáp. Tốc độ di chuyển của con ngựa biển này rất là nhanh. Nó bơi muốn xé gió. Nó bơi nhanh quá đến nỗi mà map nó lót không kịp. Mình tele quay về lấy cái giáp với cái rương để đeo lên cho nó luôn. Chuẩn bị xong hết rồi thì mình tiếp tục lên đường. Mình có ác quá không khi mà mình giết đồng loại trước mặt của nó. Thôi, thấy tội mà thôi cũng kệ. Vì một tương lai sở hữu toàn bộ vũ khí huyền thoại. Một set giáp gồng nước là mình cần khoảng 8 vảy shiny. Và tổng cộng có đến 7 set. Thì các bạn thử tính xem là mình cần phải kiếm bao nhiêu vảy. Mà mấy cái vảy shiny này cũng dễ kiếm lắm. Lướt vài vòng ở vùng biển này là có à. Mà có 2 cái thứ này mới khó tìm nè. Là nước mắt người cá và vây đuôi của con ngựa nước. Đây là vật phẩm hiếm nên tỷ lệ nó rơi ra rất là thấp. Nó cũng ná ná giống như mấy cái đầu của con Wither vậy. Giết chục con có khi còn không có. Và sau vài ngày nhoi lên lặn xuống, nó cũng đã chịu gớt ra cái vây đuôi cho mình. Giờ thì mình cần đi tìm thêm vây của bọn rồng biển và nước mắt của tiên cá nữa là có thể back home. Sao mà mấy con vua biển này nó đánh đau dữ vậy trời. Giáp thép gồng mà có phải giáp xi măng đâu mà nó cắn đau thế không biết. Thêm một con màu mới nữa, con này màu tím, nó cũng khá là to và nó gớt ra được 12 vảy. Mấy cô tiên cá này khi đai thì thường gớt ra mảnh lân trụ và tinh thể và có thêm vài cái vảy shiny. Mà mình cũng không biết tới khi nào cổ mới gớt nước mắt ra cho mình. Đến khi trời tối mình có xử được một con rồng biển nó đi lạc vào địa phận của mấy hàng khứa dân làng. Da của con này thì màu xanh. Khi đối đầu với những con rồng biển lớn thì mình dụ nó vào bờ để mà dễ xử lý hơn. Chứ ở dưới nước một với nó thì mình thấy khá là toan. Giống như hồi nãy mình solo với nó thì xém tí nữa là mình mắc cái vật tổ rồi. Giờ thì mình phải cẩn thận hơn với cái tụi này. Có lẽ mình quá khinh thường bọn nó rồi. Ok, vậy là đã đủ rồi nhá, 7 màu vẫy của bọn rồng biển. Giờ thì mình chỉ cần dựa vào đây mà đi săn để cho đủ số lượng nữa là xong. Nói chung là săn bọn rồng biển này nó nhanh hơn bọn rồng bay rất nhiều. Vì bọn rồng biển nó xuất hiện rồi nó biến mất khi mà chanh lót, nên cứ bê chút là gặp, bê chút là gặp. Cuối cùng thì cũng có một cô tiên cá chịu gớt nước mắt vì mình. Bù lại thì mình đã mất cái con ngựa biển trong lúc đánh nhau với cái bọn này. Mình đã bơi vòng vòng rất nhiều vòng để tìm nó, nhưng nhận lại là sự tốn thời gian. Mình đã bơi đi kiếm nó xuyên đêm nhưng mà chẳng thấy nó đâu. Cho đến sáng hôm sau thì mình lặn sâu xuống dưới đáy mình tìm. Mình sợ nó bị mấy cái dòng nước cuốn này cuốn xuống. Mà cuốn xuống kiểu này thì nó chết chắc. Bởi vậy người ta nói có được cái này thì sẽ mất cái kia. Giờ nghĩ lại câu đó thâm thật. Và khi bơi quay lại vào bờ, mình có nhìn thấy một khu vực đầm lầy kế bên và phát hiện có một cái ổ của con Hydra. Trong đầm lầy này cũng có bọn chim thường bay theo đàn để săn mồi. Lông của bọn chim này bén như dao, ăn một cái thì cũng sẽ khá là đau. Lông của tụi nó cũng có thể chế ra được vũ khí huyền thoại. Hai món này cũng khá là dễ chế tạo nên mình cũng sẽ không nói đến nhiều. Mình bắt đầu lao vào đánh nhau với con Hydra. Càng đánh nó thì nó càng mọc thêm đầu, đánh nó bao nhiêu thì nó hồi phục lại bấy nhiêu. Mình càng đánh thì mình thấy mình càng chết, chứ không phải nó. Đến khi trời tối, mình đã đánh nó văng ra tới ngoài biển và tốn gần 10 quả táo vàng khi mà đánh nhau với nó. Thấy cái tình hình này nó không ổn chút nào, nên mình lấy sách ra mình đọc và tìm hiểu kỹ hơn về cái con này. Thì mới biết là muốn tiêu diệt được nó thì mình phải cần có lửa. Mà ui là trời, hỏi sao mình đánh nó ở dưới nước hoài mà nó không có chết. Nó hồi phục như đúng rồi. Rồi mình phải dùng xích, mình lôi nó lại vào bờ. Khi đã đến bờ thì mình dùng bật lửa đốt cháy và đánh nó từ từ cho đến khi nó rụt xuống. Và nó đã chết, nó chỉ gớt ra được 8 cái răng nanh. Nhưng mà khi xem kỹ lại video thì mình nhận ra là mình đã không giết được nó, mà là do chính cái bật lửa thiêu đốt nó đến chết. Thế là đi ton hết nguyên ngày trời đánh nhau với nó mà chả được cái gì. Anh bạn cá ngựa kia bỏ mình đi rồi. Giờ mình phải hùng phục một anh bạn khác. Đến bây giờ mình vẫn còn đang thắc mắc là tại sao nó có thể biến mất một cách kỳ lạ đến như thế được chứ. Bơi xà ngoằn xà ngoèo cho đến khi trời tối, mình lại gặp con tàu giống y như cái trước. Vào đây chủ yếu kiếm chút đồ và farm ít XP. Quan trọng nhất là cái đống kho báu nằm tuốt ở dưới. Các bạn cũng bảo mình là con mắt của người khổng lồ, nó còn có thể gây hiệu ứng yếu đuối cho các món xung quanh. Cầm cái này lên chém con nào con nấy một cái một. Mà tôi quái nó còn không làm được gì mình nữa chứ. Con mắt này nó hơi bị xịn nè nha. Chơi game mà không đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng là chết rồi. Ngày hôm sau mình tiếp tục đi vào những khu đầm lầy để kiếm con Hydra. Lần này thì mình biết cách giết nó rồi, không suy nghĩ vào chần chừ gì hết, bay vào chơi khô máu với nó luôn. Và trái tim của nó cũng là một trong 28 vũ khí huyền thoại mà mình đang tìm kiếm. Mình có đi ngang qua một vùng nấm xanh. Ở đây mình nhìn thấy một bầy chim cổ đại và một cái cây ăn thịt. Thì mình nghĩ đây cũng là khu vực rừng, nhưng mà là phiên bản Shopee. Rồi mình cũng tranh thủ dùng cung nã vài con để mà kiếm ít lông. Lông của bọn này thì cũng chế ra được cây quạt ba tiêu trong truyền thuyết. Quay lại khu vực đầm lầy, mình săn thêm lông của tụi chim nâu. Mình cần đâu đó khoảng 10 cái lông của tụi nó. Nói chung là bọn này với con nào nó cũng rớt ra hết, nên quá là dễ. Ngày hôm sau mình đi đến đảo Bò Nấm và phát hiện có một con măng rớt. Con này lúc trước mình chơi bên Medal mình kiếm thấy muộn nội luôn mà không thấy, giờ không kiếm thì lại thấy. Nó thật là... mà không phải một con đâu, mà có rất nhiều con ở đây. Bên kia còn nhiều ác nữa. Mà mình để ý là có vài con nó không có nấm trên đầu, kiểu như bị hói. Sau bao nhiêu ngày vất vả ở cái vùng biển chết tiệt này, mình đã săn đủ số lượng vẫy và tìm hết những thứ mà mình cần tìm. Nhưng mà trước khi rời khỏi vùng biển này, mình có một việc nữa cần phải làm. Đó là hùng phục và bắt hết tụi ngựa nước. Tụi này gồm có 6 màu và có thể dễ dàng tìm thấy chúng ở dưới đáy. Đặt là ngựa nước thì nghe không kêu cho lắm, nên mình đặt là lợn biển 6 màu để nghe cho nó heo. Bọn ngựa nước này rất là dễ nuôi, bọn này cũng không ăn nhiều cho lắm. Mình dùng táo bẹ là được rồi. Đây là con màu cam, con màu đỏ. Tiếp theo là nguyên một bầy. Nó giỡn thôi nhưng mà mình chỉ bắt mỗi con một màu thôi, bắt nhiều quá nuôi cho mệt cái thân. Thêm một con màu vàng, con màu xanh lá. Con tiếp theo nữa cũng là màu xanh, nhưng khi nhìn ở dưới nước thì khó nhận biết, nên mình đã nhìn vào cái vây của nó. Một con thì màu xanh vây màu vàng, còn một con thì màu xanh vây màu xanh lá cây. Và chỉ trong một ngày mình đã bắt đủ được 6 con có 6 màu khác nhau. Rồi mình dùng hàng rào, đá cuội, gạch đá để xây một cái chuồng để mà nhốt tụi nó lại. Và phát triển thêm vài cái cây nữa để nhìn cho nó có sức sống hơn. Vậy là xong, chúng ta đã có một cái chuồng lợn biển. Trời ơi, nhìn tụi nó hạnh phúc chưa kìa. Mấy hôm nay mình không ăn cà rốt vàng nữa, đi săn rồng được thịt quá trời luôn, không ăn uổng lắm. Mà khi ăn thịt này thì nó hơi trầm cảm một chút. Quay về nhà, mình sắp xếp và dọn dẹp lại toàn bộ đồ sau một chuyến đi dài. Khoáng sản bây giờ của mình hơi bị nhiều, mà cũng không biết làm gì nữa. Giờ chắc chỉ cầm chơi chơi rồi đi khoe với mấy thằng dân làng cho nó lé mắt chơi. Trời lại sáng, gà lại gáy, mình lại trở thành anh nông dân chăm chỉ. Mình cho tụi động vật gia súc gia cầm ăn vì mấy hôm nay đã bỏ đói tụi nó. Và cũng định thu hoạch luôn cái đống lúa này. Và có đọc được một bình luận của một bạn là anh đè ship đi, thu hoạch một cái à. Nhưng mà không bé ơi, trong này không có cái bản mod đó, nó chỉ thu hoạch được từng cây thôi. Và thêm một thanh niên bình luận là cung có dòng vô hạn, tại sao lại dùng mũi tên thường mà không dùng mũi tên rồng đi cho nó mạnh hơn. Ừ thì... có được đâu mà dùng. Dòng vô hạn thì nó không hiệu quả với bất cứ mũi tên nào mà nó được chế tạo độc lạ hay là được búp hiệu ứng. Nó chỉ hiệu quả được với mũi tên bình thường thôi nha ông. Tự nhiên ông nói đến cái làm tôi quên luôn. Mình chế thêm một cái ba lô cỡ lớn, rồi nhuộm luôn màu vàng. Nhưng mà nhìn nó khá là giống à mà thôi. Và cái ba lô này chủ yếu là mình để những vũ khí huyền thoại. Mình sẽ để theo thứ tự giống với cái bảng item để mà dễ nhận biết. Trước tiên là mình sẽ dùng xương rồng và xương Wither để mà chế ra 3 cây kiếm rồng. Rồi mình dùng 3 bình máu, sét, lửa, băng để ép vào 3 cây kiếm. Ok, và đây là 3 vũ khí huyền thoại đầu tiên của chúng ta. Khi tấn công thì cây lửa sẽ gây cháy, cây băng sẽ làm chậm, còn cây sét thì sẽ sóc điện, kiểu như là trời đánh á. Tiếp theo là đầu của Medusa. Đầu của Medusa thì sẽ hóa đá bất cứ sinh vật nào mà nhìn vào mắt ả, nên nó cực kỳ là OP. Nhưng mà cái con nó bị hóa đá rồi là mình không thể lụm được vật phẩm gì từ nó nữa. Con mắt của người khổng lồ sẽ làm suy yếu, tức là gây hiệu ứng yếu đuối lên tất cả các món xung quanh mình. Và tụ quái nó còn không thể đánh được mình nữa, nên cũng khá là ngon. Vũ khí huyền thoại tiếp theo là ống sáo của tiên cá. Công dụng của nó là sẽ khiến các món bị thôi miên trong vòng 10 giây. Và nó cũng không thể tấn công lại mình. Vũ khí kế tiếp là đuôi của con ngựa nước. Công dụng của nó là gây làm chậm và choáng ba. Theo thứ tự nữa là ba cái miệng của con sâu sa mạc. Công dụng thì nó chỉ để cạp như nhau thôi, nhưng mà khi nó cạp thì nó lôi đối thủ lại, rồi đâu có khác gì tự vả vào mặt mình đâu. Vũ khí tiếp theo nữa là bó lông của tụi chim đầm lầy. Mỗi bó lông như này thì chỉ sử dụng được một lần, dùng một cái là mất luôn. Mà phóng ra cái này thì cũng hên xui lắm, có khi là không dính luôn không chừng. Rồi đến cây dao cũng làm từ lông của tụi nó. Cây dao này có tốc độ tấn công cực nhanh. Có được cây dao này ở giai đoạn khởi đầu thì mình thấy cũng khá là ngon á. Kế nữa là cây quạt ba tiêu từ lông của bọn chim cổ đại. Cây này khi đánh vào đối phương thì sẽ khiến đối phương bị hất tung. Và mình còn nghe có tiếng như là đỡ khiên nữa. Cây đinh ba làm từ răng và da của con rồng biển. Đâm của cây này rất to, phóng và đánh 2 hit là chết được một con quái. Cây đinh ba này cũng khá là xịn, mà nhìn nó đẹp nữa chứ. Trái tim của con Hydra khi mà mình cầm trên tay, và nếu mình bị tấn công thì sẽ được hiệu ứng hồi phục. mình càng bị tấn công thì hiệu ứng sẽ càng búp lên. Mình cho nguyên đám heo đánh mình luôn mà chẳng thấy xi nhê gì cả. Và những vũ khí huyền thoại còn lại là của tụi Trôi. Những ngô còn trống trong ba lô là những ngô để vũ khí còn thiếu. Mình còn thiếu đâu đó khoảng 10 cây nữa thôi là đủ. Nhưng mà 10 cây này thì sẽ khó kiếm hơn mấy cây kia rất nhiều. Nói chung là nó hơi hiếm, chứ không hiếm lắm. Bây giờ là đến phần quan trọng nhất, đó là chế tạo giáp rồng biển. Nhưng trước khi chế tạo, mình sẽ sửa lại cái chỗ này để nhìn cho nó đẹp hơn chút. Bộ đầu tiên mình để lên kệ là bộ màu xanh. Tiếp đến là bộ màu đồng. Tiếp nữa là màu xanh thẳm, xanh lá, màu tím, màu đỏ. Cuối cùng là màu xanh lam. Và mục tiêu của chúng ta đã hoàn thành, đó là chế tạo tất cả giáp của rồng biển. Còn bây giờ thì đi đến mục tiêu tiếp theo thôi nào. Mình mới vừa cho lũ bò ăn xong thì mình chợt nhận ra là mình chưa bấm quay. Mình cho tụi nó ăn và nói quá trời luôn, nhưng mà quên bấm quay. Nó cay còn hơn hảo hảo. Trong lúc đó thì mình cũng đập ra được một quả trứng, cái con gà cổ đại này. Trứng thì mình nhặt được trong chuồng gà rất nhiều, mà không hiểu sao lúc quay đập thì không ra, lúc mà không quay đập nó lại ra. Nó vãi thì cái chứ. Và sẽ có người bảo là thôi im miệng đi, đừng hỏi ít thôi. Ngày hôm sau mình lên đường để đi kiếm nguyên liệu để mà chế tạo ra những vũ khí huyền thoại còn lại. Lần này thì mình đi kiếm con Hippogryph. Và khi giết nó thì có cơ hội rơi ra cái móng để mà mình chế tạo một cái kiếm Legend. Nhưng mà giết nó thì mình thấy nó hơi bị khó, khi mà mỗi vùng chỉ có 1 đến 2 con thôi. Tụi nó không có xuất hiện nhiều, nó cũng không có biến mất và xuất hiện như quái nên sẽ rất là khó tìm. Và cách duy nhất và dễ dàng hơn là mình thuần phục và nuôi tụi nó, và cho bọn nó ăn để bọn nó đẻ nhiều hơn cho mình. Đây là cách khả thi và nhanh nhất mình nghĩ ra đó. À mà quên mất, có nhiều bạn muốn mình đặt tên cho bé rồng. Mình lướt là bình luận thì mình thấy đâu đó có khoảng 6 bạn. Và có vài cái tên nghe rất là hay, và cũng có vài cái tên nghe nó độc lạ gì đâu. Không thể nào mà một con rồng nó có 6 cái tên được, nên mình phải nhờ đến vòng quay may mắn. Và để xem cái vòng quay này nó trúng vào cái tên nào, mình sẽ đặt tên đó cho con rồng. Và đó là Blue Eye White the Gargan. What the fuck, cái tên đọc muốn lẹo lưỡi rồi. Ý trời đã định rồi, không thể nào cãi được. Mặc dù cái tên nó hơi bủ nhưng mà vẫn phải chịu thôi. Cái thằng khứa nào đặt cái tên quái đạn thật chứ. Cho đến bây giờ trời vẫn chưa mưa nữa, mà chả biết đến khi nào luôn. Mình chờ mãi, chờ chẳng biết đến bao giờ. Rồi mình chế vài cái dây xích, vì sắp tới mình sẽ dùng cái dây xích này để mà trói mấy con hippo lại. Không trói tụi nó lại là tụi nó bay đi mất tiêu á. Tụi nó lẹ dữ lắm, nên mình phải hụ trước. Do là không thấy có con hippo nào nên mình đành phải ghé vào những khu rừng để mà đi kiếm những cô tiên Tinkerbell. Và khi bem những cô tiên này cũng sẽ cơ hội rơi ra cái cánh của cô tiên. Mặc dù là nó hơi ác một xíu, nhưng mà chẳng còn cách nào ngoài cách này các bạn à. Đến khi gần tối thì mình đã giết sạch cái làng này, mà cũng không lụm được cái cánh nào, chỉ lụm được toàn là bột tiên. Mình cứ tưởng cái con raccoon này nó ăn xong nó biến hóa luôn chứ. Giật cả mình, ăn bột tiên xong cũng giống như là chơi đồ vậy, phát sáng bay lơ lửng đồ. Thêm một cái làng nữa đã bị quét sạch. Đến cái làng thứ ba này tiên hơi bị đông. Mình bắn cho đến khi trời tối luôn mà vẫn chưa hết. Hết ở trong rừng thì mình ra tới biển mình bắn. Rồi mình nhìn xuống nước mình kiểm tra thì mình thấy cái cánh của nó không biết đã rớt ra từ cái lúc nào. Vậy là mình đã đi tổng cộng 3 cái làng và sát sanh đâu đó khoảng 30 đến 40 cô tiên. Tội lỗi. Nói gì thì nói, chúng ta đã có được vũ khí huyền thoại từ Tinkerbell. Muốn sử dụng được cây gậy tiên này là mình phải có bột tiên. Và khi bắn trúng vào đối phương thì mình sẽ bị lơ lửng và phát sáng trong vài giây. Cây này mình đi trêu người cũng khá là vui á. Ok, vậy là còn 9 cây nữa. Tụi hippo thì mình có thể tìm thấy nó dễ dàng trên các vách núi cao, hoặc là trong rừng ven sông. Đây là hai khu vực mà mình dễ thấy nó nhất. Còn mấy vùng kia thì mình chịu. Mấy cái con hippo này nó đá một phát là bay lên trời. Chưa hùng phục được thì mình nên xích nó lại, để bảo vệ mình và bảo vệ mấy con động vật xung quanh nữa. Cái con hippo này nó chiến lắm, nó gặp ai nó cũng quất hết. Mà muốn hùng phục được nó thì mình phải cần có chân thỏ, mà thỏ thì phải đi săn nữa. Nên mình quyết định bay đến khu vực sa mạc để mà kiếm vài con. Mình thấy ngôi nhà của khứa dân làng ngay giữa sa mạc này khá là hết hợp và tiện để mình có thể nuôi bọn thỏ ở đây. Sau khi đã xây xong chuồng thì mình tiến ra khu vực sa mạc để tìm tụi nó. Hành trình bắt và dẫn tụi này về nhà nó rất là khó khăn, khi mà mấy con thỏ nó bị rất nhiều sinh vật khác nhắm đến để ăn thịt. Hết con rắn thì lại đến mấy con sâu sa mạc. Nó dí còn hơn là nó dí cái gì nữa, nó dí cho tới cùng luôn. Mình thấy cứ tiếp tục như thế này thì không có được, nên mình te le về nhà, thu hoạch thêm ít cà rốt và chế thêm vài cái lồng sắt nữa để cho dễ bắt hơn. Đi bắt cho đến sáng ngày hôm sau mình nhặt được bộ xương rồng sét cấp 2. Vậy là mình đã sưu tập đủ 5 cái đầu rồng sét, còn thiếu 2 cái cấp 1 của rồng lửa và băng nữa thôi là đủ. Mấy cái nghĩa trang này các bạn nói là có rương ở dưới mộ, thì mình cũng nghe lời mình đào xuống thì có thấy cái gì đâu, không có cái nào hết. Chắc các bạn lộn với cái nghĩa trang nào rồi đó. Có một thứ mà mình cần phải lấy trong đây, đó là cái rương nguyền rủa này. Khi mà mở ra thì sẽ xuất hiện vài con ma, mà những con ma đó nó cũng rơi ra vật phẩm hiếm nữa. Rồi mình phát hiện kế bên có một ổ kiến hay mối đây. Tụi này thì mình thấy cũng không thân thiện cho lắm, nên mình sẽ gọi là mối. Mình sẽ lưu vị trí quay stone để mà dịp khác quay lại. Giờ thì mình sẽ đi làm việc khác. Đi đến vùng Savannah thì mình có một con cực kỳ ghét luôn, đó là cái con gà cổ đại này. Nó khó chịu thì thôi rồi, nó mà thấy mình rồi là mình tới công chuyện với nó. Nào là gây ói, gây choáng, đủ các kiểu con đà điểu. Đi săn cái tụi này mình muốn trầm cảm. Chạy nó đi. Mình cũng thử xem để coi nhân phẩm mình cỡ nào, thì ra nó là như vậy, chỉ toàn lông với da. Các bạn có thể thấy cái hình ở trên đây nó hiện ra rất rõ ràng và chi tiết. Mình cũng có thể nhồi nhét cà rốt và ép con thỏ nhỏ để phát triển nhanh hơn, nhưng mà nó hơi bị tốn cà rốt à ngang. Sau bao nhiêu ngày thì con gà cục tá của mình nó cũng đã lớn. Mình có thể ra lệnh cho nó và đi theo chiến đấu cùng mình, nhưng mà mình nghĩ nó đi theo mình thì nó chỉ có báo thôi. Thôi nên bạn ở nhà đi cho chắc ăn. Đây là kho tàng bảo tồn xương động vật đang bị tuyệt chủng. Còn bên đây là da với răng của tụi nó. Nếu các bạn muốn ngăn chặn sự tuyệt chủng này thì hãy like và đăng ký video ngay lập tức. Mình nghĩ là đã đến lúc reset dân số rồi. Cái máy của mình nó lắc vãi cái đáy luôn khi mà nhìn về hướng của tụi nó. Mình sợ đẻ nhiều nó lót không nổi nữa là banh thế giới luôn không chừng. Mà mình chơi với cái quả shader này nữa thì hướng gì chịu nổi. Với số thịt và số xương này thì mình nghĩ chắc là đủ để nuôi lớn thêm 2 con rồng cấp 5 nữa. Mình đã bay 2 ngày khá là chán rồi mà vẫn không kiếm được cái hướng gì gọi là may mắn, chỉ toàn là thấy rồng với rồng. Nên mình tele quay lại ổ mối để mà đi tìm niềm vui mới. Ổ mối này thì có 2 loại, một loại sống ở sa mạc, loại còn lại thì ở trong rừng. Mấy con ở sa mạc thì da nó màu nâu cam, còn ở trong rừng là màu xanh. Tụi này cắn thì không có đau đâu, nhưng mà nó cắn gây động mới là thứ chết ngừ á. Nó rút máu từ từ là cũng đi à. Trong mỗi cái ổ thì thường sẽ có một con chúa nó đẻ trứng, cứ một chút là nó đẻ một quả. Trứng của nó thì mình có thể ấp hoặc là chế tạo vũ khí legend. Mình thì lấy xương 5 quả thôi, chủ yếu là để làm vũ khí. Ngày hôm sau mình bay đến khu vực rừng rậm để kiếm thêm ổ mối. Ở khu vực này thì chỉ toàn là cây với cỏ, nên rất là khó thấy cái ổ của nó. Rồi mình phải nhờ đến sự trợ giúp của cái bản đồ để mà dò quét ở dưới lòng đất. Rồi mình cũng thấy một cái, nhưng mà cái này nó hơi sâu. Đi xuống đây chủ yếu là mình lấy trứng với da, còn đồ thì chẳng có gì để lấy, chỉ toàn 3 cái thứ linh tinh. Và khi đã có đủ trứng, mình giết luôn con chúa để mà lấy da. Rồi mình cưỡi rồng bay về lại khu vực sa mạc. Đi kiếm mấy con gà cổ đại này quá là mất thời gian, nên mình đổi mục tiêu qua mấy con ma. Mình đặt rương xuống rồi mở, cứ như vậy thì ma nó sẽ xuất hiện liên tục. Mình bem cho đến khi trời tối thì chẳng có con nào chịu rớt ra. Rồi tự nhiên có con ma từ nghĩa trang ở đâu nó chui ra, nó mang đến cho mình một sự bất ngờ đến phát khóc. Cái phôi ma này khi ép vào cái kiếm xương rồng thì nó sẽ ra được đao linh hồn. Cây đao linh hồn này có thể đánh gần và đánh xa. Đánh xa thì mình phóng ra một cây giống như vậy nhưng mà dưới dạng linh hồn, và nó còn có thể phóng xuyên tường được nữa. Sẵn tiện thì mình cũng chế luôn hai cái vũ khí từ trứng của con mối chúa. Khi dùng vũ khí này thì nó sẽ tạo ra một bầy mối, gồm khoảng có 5 con, nó bay theo nó bảo vệ mình. Thằng nào mà nó lại kiếm chuyện là nó sẽ tự động ra tay nó bảo vệ mình. Và khi một trong 5 con chết thì tụi nó sẽ chết hết. Vũ khí gì mà lạ lùng thế không biết. Ok, đây là hai set giáp của bọn mối. Mà đến bây giờ mình vẫn chưa phân biệt được nó là mối hay kiến nữa. Mình thấy vảy rồng trong rương quá trời nhiều rồi, nên lấy ra chế thành khối để mà làm luôn lò luyện rồng lửa và sét. Mình cứ nghĩ là nó không đủ, ai ngờ khi chế ra xong thì dư một đống, mà số lượng bằng nhau luôn mới ảo. Sau khi đặt xong thì mình còn dư khoảng 27 cục gạch rồng lửa và sét. Giờ thì mình không thể đổi lại được vảy rồng nữa, nên khối này chắc giờ chỉ để trang trí nhà. Mình vừa nhìn thấy một con kangaroo, nó đánh chết một con cá sấu. Really? Vài ngày sau mình tìm thấy một con trên bãi núi đá, mình bắt và xích nó lại, rồi cho nó ăn hai cái chân thỏ. Nhưng mà cho nó ăn hai cái chân thỏ thì chẳng xi nhê gì với cái bụng của nó. Và cách đó khoảng 200 lốc nữa mình thấy thêm một con, mình nhanh trí xích nó lại, rồi mình lôi nó về chung với con kia. Bọn này chưa hùng phục thì nó láo cá lắm, nó gặp mình là nó táp, nó đá, mình muốn nội thương. Thức ăn của bọn nó chủ yếu là súp hỏ hầm, nên mình phải cần đi kiếm thêm nấm nâu, chứ cà rốt với khoai tây ở nhà nhiều lắm, cho nó ăn đến kiếp sau còn không hết. Trong lúc cho bọn thỏ ăn, mình phát hiện có một cây lưỡi hái có sẵn chỉ số 25% nhặt vật phẩm khi mà giết quái. Rồi mình chợt nghĩ ra là nếu mình ép thêm nhặt 3 vào nữa thì chắc tỷ lệ nó sẽ rớt ra cao hơn. Rồi mình quay về nhà, mình phù phép các kiểu con đà điểu và kiếm những dòng tốt nhất ép vào cây lưỡi hái. Rồi mình cũng nhận ra là tỷ lệ rớt chân thỏ nó ra rất là thấp luôn, giết gần hết cái chuồng mà được có 2 cái à. Mà cũng hên là hai cái chân thỏ này vừa đủ hưởng phục được một con. Mình đang đi kiếm thêm chân thỏ thì mình phát hiện có một con thỏ mắt đỏ trên bản đồ. Đào vào bên trong thì mình thấy bên trong đây là một cái kiến trúc, và có thấy 4 cái lồng sinh hôi quái trong đây nữa. Và con boss ở cái chỗ này là con quỷ thỏ sát nhân, nó nhỏ mà nó có vỏ đó, nó chạy lẹ như quỷ, đánh hoài mà đánh không trúng. Chắc mình quơ kiếm cái chuột phát thì có khi trúng được một phát à. Cầm cái này quýnh cái ga luôn, trời ơi. Thì các bạn biết rồi đó, đây là con đầu tiên mà mình giết trong ngày hôm nay, và chỉ mới là con đầu tiên thôi mà nó rớt ra luôn con mắt. Giờ thì mấy ông thấy hiệu quả của cây lưỡi hái này chưa? Chém cái rớt luôn. Mình mà biết đến cây lưỡi hái này sớm hơn thì đã không tốn thời gian và vất vả đến như thế rồi. Ơi, giờ chịu thôi. Mình đã càng quét hết khu vực sa mạc, giờ thì đến khu vực tuyết. Và khi đã hùng phục được con thứ hai, mình quay về nhà thu hoạch cà rốt với khoai tây. Khoai tây thì mình bỏ vào lò, chín rồi thì mình kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác nhau để ra được súp hỏ hầm. Sau khi cho ăn và giao phối thì nó sẽ đẻ ra cho mình một quả trứng. Đập ra thì được một bé hippo nhỏ, và nó cần đến 1200 giây để nó trưởng thành thành một con lớn, và lần ăn tiếp theo của hai con lớn là 300 giây. Trong lúc chờ đợi cho lần ăn tiếp theo thì mình quay về nhà, mình chế tạo ngay một cây quyền trượng rà. Công dụng của nó là bắn ra một tia khô héo và khô héo đối thủ cho đến chết. Cái này mà mình bị dính lên người là hơi bị khó chịu à ngang. Và thêm một vũ khí huyền thoại nữa được thêm vào ba lô. Sau đó thì mình dùng hết tất cả số xương và số thịt để chế tạo thức ăn cho rồng. Chế hết luôn thì mình được 3 stack 21 miếng. Rồi mình cho con rồng lửa màu đỏ ăn để đạt đến cấp 5. Từ con rồng nhỏ xíu cấp 1 mà muốn trưởng thành lên max cấp 5 là mình cần khoảng 123 miếng thịt. Đó là con số mà mình tính được sau khi mình cho con rồng lửa này ăn. Mình còn thiếu một con rồng sét nữa thôi là đã đủ bộ ba nguyên tố rồi. Và sau một ngày, nó cũng đã phun đủ số phôi để mình chế tạo ra bộ giáp thép gồng lửa. Hôm nay chỉ mới là ngày 156 thôi, nên chúng ta còn rất nhiều thời gian để làm những việc khác. Giờ thì tiếp tục cho cái bọn này ăn để mà xin giấy sản. Công việc này rất đơn giản, mình cho hai con ăn xong, rồi mình lấy trứng mình đập ra và mình trói cái con đó lại. Cứ như vậy là một chỗ mình xích lại hai con. Theo thời gian thì nó sẽ càng ngày càng đông và nó sẽ càng tốn thức ăn. Mình cũng không biết là đã qua bao nhiêu ngày rồi, nhưng đây là số hippo mà mình đã nuôi được. Giờ là đến cái phần hay nhất và cũng là phần tội nhất. Nuôi lớn xong rồi giết, ai mà nỡ làm như thế với những sinh vật thần thoại chứ. Trong đây mà có cây kiềm cắt móng là nhanh gọn lẹ rồi, đâu đến nỗi phải sát sanh. Ôi là trời, vãi thật chứ. Giết đúng 4 con nó rớt ra luôn rồi. Mình bỏ thời gian ra nuôi cho cả đống vô. Giờ thì mình nên làm gì với tụi nó đây? Đây rồi, kiếm móng vuốt Hippogryph. Cái kiếm móng vuốt Hippogryph này thì mình thấy nó chém cũng giống cây kiếm bình thường thôi. Mình cũng chẳng thấy nó có gì đặc biệt cả, ngoài nó là cái móng của con hippo. Người hùng của làng mà toàn cho đồ gì đâu không vậy nè. Móc kim cương hay là gì hiếm hiếm ra cho đi chứ. Những vũ khí huyền thoại còn lại là những vũ khí của con trôi. Ba khu vực mà mình có thể dễ dàng tìm thấy nó ở dưới các hang sâu là khu vực rừng rậm, núi đá và vùng tuyết. Mà mỗi vùng sẽ là một màu da khác nhau, và mình cần phải săn luôn 3 màu da để cho đủ bộ. Gồng lửa mà phun vào rừng thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Tụi trôi này mình cũng không biết tỷ lệ xuất hiện nó có cao hay không. Mình chỉ nghĩ là tụi trôi này nó sẽ xuất hiện ở những cái hang rộng và lớn. Mình thử quay lại cái hang rồng băng vì lúc trước mình đã có giết vài con ở chỗ này. Nhưng mà đi vòng vòng trong hang mãi mà chẳng thấy có con nào. Lúc quay về căn cứ trên núi tuyết thì mình nhìn thấy tuyết rơi. Thì chắc chắn là trời đang mưa. Nên mình tele về nhà khởi đầu và ấp 2 quả trứng rồng sấm. Mình nghĩ lại là thức ăn không đủ để mà cho 2 con ăn, nên mình tạm các con đồng vào ba lô. Và sau một tiếng sấm đánh xuống là sự ra đời của anh bạn rồng sấm. Với số xương ít ỏi còn lại mình cũng chế luôn để cho nó ăn. Ăn xong rồi thì nó cũng đã cấp 5 nhưng mà vẫn chưa full máu. Con này là con đực màu đen. Chắc trong 3 con rồng thì mình thấy con rồng sấm là con ngầu nhất á. Nghe nó gầm một phát là thấy uy lực liền. Mình lại quay xuống hang để đi kiếm bọn trôi. Và mình có một cách kiếm nó rất là bá đạo mà tụi nó cũng không thể nào mà ngờ tới được. Đó là mình dùng Waystone. Khi mà mình dùng Waystone dịch chuyển đến khu vực khác thì khu vực này nó sẽ reset lại quái. Quái nó sẽ biến mất. Và khi mình quay lại thì nó sẽ xuất hiện mới lại hoàn toàn. Và đó sẽ là cách mà mình dùng để mà mình kiếm tụi trôi. Vì tụi trôi nó cũng là sinh vật có tỷ lệ xuất hiện và biến mất tự nhiên, nên đây sẽ là cách hiệu quả nhất. Lâu lâu thì cũng sẽ có con nó chỉ rớt ra bóng tuyết hoặc là gạch đá, xui lắm thì nó mới ra mấy cái thứ đó. Mấy ngày hôm sau mình cưỡi rồng đi đến vùng núi. Ở dưới những cái núi này là nơi sinh sống của những con trôi núi. Tụi mấy ngày trước là mình săn là trôi tuyết. Có con thì màu da nó cũng khá là giống nhau. Nếu mà nhìn không biết thì mình giết. Tiếp đến là mình đi đến khu vực rừng để mà đặt waystone. Mình tele qua tele lại thì một hồi nó cũng xuất hiện à. Mình đoán là 50-50 thôi, chứ không chắc chắn là nó sẽ xuất hiện 100%. Và sau rất nhiều ngày thăm ngàn, mình đã lượm được cây cột đá của con trôi và cũng đã sưu tập đủ 28 vũ khí huyền thoại ở thế giới rồng. Giờ chỉ còn việc cuối cùng mà mình cần phải làm nữa thôi, đó là đi săn, lấy da của tụi nó. Khi đã làm xong hết mục tiêu, mình cưỡi rồng bay trở về nhà. Mình lấy hết số xương đã nhặt được, chế thức ăn rồi cho con rồng nó ăn hết luôn. Khối kim cương mình thấy cũng khá nhiều nên cũng chi ra một ít để mình chế luôn giáp kim cương cho nó mặc. Anh bạn cộng sống này được ưu ái lắm mới mặc được bộ giáp kim cương đó. Hai thằng khứa rồng kia mà nó thấy chắc nó ganh tị dữ lắm. Và khi đã có rồng sấm thì mình liền bóc lột sức lao động của nó. Mình cần khá là nhiều thép rồng nên nó sẽ khá là vất vả đây. Trong lúc chờ đợi nó thì mình lấy da của bọn trôi ra mình chế giáp. Lúc đầu mình cứ tưởng là chỉ có một bộ giáp của con trôi thôi, nhưng khi xem kỹ lại thì nó có đến 3 bộ lận. Nó đã khiến mình mất đâu đó vài tiếng đồng hồ để kiếm và săn được đủ số da. Nhưng không sao hết, vất vả đã đủ rồi, giờ thì hưởng thành quả thôi. Trong lúc săn tụi nó cũng hên xui rớt ra mấy cái sọ. Mấy cái này thì cũng xem như là một chiến tích. Mình đặt mình trang trí vòng vòng ở trong nhà, nhìn cũng rất gì và này nọ đó. Mình thấy là tình hình hơi khó à ngang, khi mà làm cái tổ cho ba khứa này ở trên vách núi. Giờ nhìn kích cỡ tụi nó xem, to xác quá mà. Giờ xây làm sao mới vừa đây. Rồng sấm thì nó chỉ sống vào ban đêm, nên đến đêm thì nó mới thức dậy. Nếu mà mình đi ngủ đến sáng luôn là toan, nên mình phải hất cùng nó để mà nó hoạt động, nó phun vào cái lò luyện cho mình. Trong lúc đợi nó thì mình đào thêm một căn phòng để mà mình trưng 28 vũ khí legend. Mình xây nó nhỏ nhỏ vừa đủ để trang trí thôi, không có cầu kỳ gì hết. Và anh bạn rồng cũng đã phun đủ 24 thép. Rồi mình lấy ra chế một bộ giáp thép rồng sấm. Cuối cùng thì sau 180 ngày, mình cũng đã hoàn thành sưu tập tất cả các bộ giáp và tất cả các vũ khí huyền thoại trong một bát hơi thở lửa và băng. Và mình sẽ nhờ cái vòng quay may mắn này quay tên cho hai khứa rồng còn lại. Con màu đỏ thì nó có tên là Kisara, và con sấm nó có tên là Holy Draron. Đúng là một cái tên thật đáo để. Mình mà quay một cái nữa là ra cái con này rồi, rồng trắng mắt xanh. Khứa này ít có nghiện Yurio. Giờ chúng ta sẽ cùng đi tham quan lại một vòng, xem lại những thành quả mà mình đã làm trong suốt 200 ngày. Đầu tiên là nơi ở của những con thiên Tinkerbell. Bộ tôi đẹp trai lắm hay sao mà bám theo tôi hoài vậy trời. Chỗ này là những bộ giáp có thể nói là dễ kiếm nhất, là giáp bằng phôi bạc, phôi đồng. Ở giữa là giáp của những con sâu sa mạc. Còn bên trong này thì mình trưng 12 quả trứng rồng và 12 bộ giáp rồng khác nhau. Và mình cũng đã chia đều ra mỗi bên 4 bộ, là 4 lửa, 4 băng và 4 sét. Quay ra ngoài trở lại là bộ giáp của bọn rồng biển. Đối diện là 2 bộ đồ của bọn mối và 3 bộ của bọn trôi. Mấy bộ này thì mình thấy cũng bình thường. Đây, 3 bộ này mới hot nè. 3 bộ này thì xịn quá rồi còn gì. Nhìn là mê liền. Trời ạ, người ta đi ngủ hết rồi, giờ thì ông thằng này mới chịu thức. Cú đêm quá à. Bỏ qua cái thằng khứa đó đi. Chúng ta sẽ đi đến căn phòng cuối cùng, là căn phòng có chứa 28 vũ khí huyền thoại. Quá trời xịn sò luôn. Ok, và đó là những gì mà mình đã làm được trong 180 ngày sinh tồn ở thế giới rồng. Chắc các bạn cũng mong chờ mình sẽ xây và sửa chữa lại căn cứ này lắm phải không? Mình thì cũng muốn lắm, nhưng mà lười nó bám đầy người. Giờ thì sủi đây. Bye.